Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài đọc Đức tin. Người không tay. Người mẹ hạnh phúc hỏi bác sĩ sau khi tỉnh dậy: "Tôi có thể nhìn con được không?" Bác sĩ đặt đứa trẻ bên cạnh mẹ. Người mẹ nhẹ nhàng mở các nếp khăn để nhìn khuôn mặt nhỏ bé. Chợt người mẹ kinh hoàng. Bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé sinh ra không có tay. Tuy nhiên, thời gian đã cho thấy thính giác của đứa bé hoàn hảo. Chỉ có hình dáng bên ngoài là không hoàn thiện. Cậu bé lớn lên đẹp trai, bất chấp sự khiếm khuyết. Một học sinh được bạn bè yêu thích. Lẽ ra cậu có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì đôi tay. Một ngày kia, cậu bé từ trường chạy ào về nhà, và cậu lao vào trong đôi tay của người mẹ. Cậu bé nức nở: "Có đứa gọi con là đồ quái thai." Tim người mẹ đau như cắt. Cậu bé ngày càng bộc lộ tài năng thiên bẩm về âm nhạc và văn chương. Mẹ cậu ân cần động viên: "Còn nhiều người tốt để con có thể hòa đồng con ạ." Thế nhưng trong tim người mẹ vẫn đau buồn vì thương con. Cha cậu đã liên hệ với một nhà phẫu thuật. Bác sĩ khẳng định: "Tôi tin chắc tôi có thể ghép đôi tai nếu mua được." Sau đó là cuộc tìm kiếm người có thể hiến tặng đôi tai. 2 năm trôi qua, người cha nói: "Con sắp được phẫu thuật." Cha mẹ đã tìm được người tặng tai cho con, nhưng đó là một bí mật. Và rồi cuộc giải phẫu thành công rực rỡ. Một nhân vật mới bắt đầu nổi lên, tài năng anh nở rộ xuất chúng. Cuộc đời ở trường trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công việc ngoại giao. Anh luôn van nài cha: "Ai đã tặng con quá nhiều như thế? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy." Người cha trả lời: "Cha cũng tin là con không thể, nhưng cha phải giữ lời hứa là chưa được nói ra." Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nhưng ngày ấy vẫn đến. Một trong những ngày tối tăm nhất chưa từng có trong đời đứa con. Anh cùng cha đứng nghiêng người trước quan tài người mẹ, dịu dàng và chậm rãi. Người cha đưa tay vén mái tóc dài màu nâu dày để lộ ra đôi tai không còn của người mẹ. Ông thì thào vào tai con trai: "Mẹ từng nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi, phải không? Vẻ đẹp thật sự không nằm trong dáng vẻ bên ngoài mà ở trong trái tim người mẹ." Thi Thiên 22 câu 10 chép rằng: "Từ lòng mẹ tôi đã được giao cho Ngài, ra khỏi lòng mẹ Ngài là Đức Chúa Trời của tôi." Chúa yêu thương bạn. Amen.